sẽ cùng được biết điểm số của các thí sinh qua 6 câu hỏi đầu tiên của vòng 1. Ba vị trí dẫn đầu lúc này cùng đồng 5 điểm, đó là thí sinh Hoàng Mai Hương, Nguyễn Thị Trà My và Nguyễn Hoàng Ngọc Trân. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 7. Nhân vật Táo Quân trong truyện dân gian Việt Nam gồm có bao nhiêu người? Một người, hai người, ba người, bốn người. 5 giây bắt đầu. Nhân vật Táo Quân có 3 người và có 6 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. El Nino là từ được dùng để chỉ một loại gió, dòng hải lưu nóng, dòng hải lưu lạnh, hiện tượng khí hậu. 5 giây bắt đầu. El Nino là từ được dùng để chỉ. El Nino là từ được dùng để chỉ hiện tượng khí hậu. Và đã có 3 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của vòng 1. Nếu tăng gấp 3 số đo cạnh của một hình vuông thì diện tích sẽ tăng gấp bao nhiêu lần? 2, 4, 6, 9, 5 giây bắt đầu. Nếu tăng gấp 3 số đo cạnh của một hình vuông thì diện tích sẽ tăng gấp bao nhiêu lần? Tăng gấp 9 lần. Và câu hỏi này chỉ có duy nhất một thí sinh trả lời chính xác mà thôi. Như vậy là 9 câu hỏi của vòng thi đầu tiên đã kết thúc. Tiếng leng keng vừa rồi đã báo hiệu rằng vòng 1 đã kết thúc. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng được biết điểm số của các thí sinh sau vòng thi này. Ở vị trí dẫn đầu là hai thí sinh Hoàng Mai Hương và Đặng Trần Tú Anh, đều ghi được 7 điểm. Ba thí sinh ghi được 6 điểm là Nguyễn Thị Trà My, Lục Lệ Khôn và Nguyễn Hoàng Ngọc Trân. Hai thí sinh Nguyễn Thanh Hằng và Lê Phương Quỳnh đồng ghi được 5 điểm. Thí sinh Nguyễn Lê Thanh Tuyền sẽ chia tay với chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thi loại trực tiếp giữa hai thí sinh Nguyễn Thanh Hằng và Lê Phương Quỳnh. Và bây giờ, phần thi loại trực tiếp với hình thức ghép đáp án dành cho hai thí sinh Nguyễn Thanh Hằng và Lê Phương Quỳnh bắt đầu. Cuộc thứ nhất, môi trường sống. Trên cao, trên mặt đất, dưới lòng đất, dưới nước. Cột 2, loài vật gồm kiến, mối, cua, ong. Và hình thức thi ghép đáp án đã kết thúc. Kết quả của chúng ta là 1D, 2A, 3B, 4C. Và thí sinh đã giành chiến thắng ở phần thi loại trực tiếp là Nguyễn Thanh Hằng. Như vậy chúng ta cũng sẽ chia tay với thí sinh Lê Phương Quỳnh. Thí sinh Lê Phương Quỳnh và thí sinh Nguyễn Lê Thanh Tuyền sẽ ra về với kỷ niệm chương và một phần học bổng trị giá 500.000 đồng. Và 6 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục có mặt ở vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Để bắt đầu vòng 2, các thí sinh sẽ cùng tham gia trò chơi giải mã để chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên. Chọn thứ tự ưu tiên rất quan trọng, các thí sinh có thể chọn được lĩnh vực mà mình yêu thích. Và các thí sinh cũng cần lưu ý, kết quả giải mã là một từ tiếng Âm. Giờ đây, xin mời các em hướng về màn hình để được biết đề thi của mình ở phần giải mã. Dãy số 2, 4, 2, 9, 2, 5, 3. Và gợi ý của các em: xe cộ. Đã có một thí sinh hoàn thành. Ba thí sinh hoàn thành phần giải mã. Bốn thí sinh hoàn thành phần giải mã. Và đáp án của chúng ta là bicycle. Sau phần thi giải mã, thứ tự ưu tiên của các thí sinh ở vòng 2 như sau: Hoàng Mai Hương, Nguyễn Thanh Hằng, Lục Lệ Khôn, Đặng Trần Tú Anh, Nguyễn Hoàng Ngọc Trân và Nguyễn Thị Trà My.
Ở vòng 2, các thí sinh sẽ lần lượt lựa chọn 2 trong số 12 lĩnh vực hiển thị trên màn hình. Mỗi lĩnh vực sẽ được lựa chọn chỉ một lần. Trong thời gian 30 giây, các thí sinh sẽ trả lời những câu hỏi trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Trả lời đúng được 1 điểm và sai thì không có điểm. Nếu gặp câu hỏi nào không thể trả lời, các em có thể nói bỏ qua. Tôi sẽ đọc câu hỏi kế tiếp để tiết kiệm thời gian cho các thí sinh. Và giờ đây chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn đầu tiên của thí sinh Hoàng Mai Hương. Chào Hương. Sở trường của em là gì? Cũng nhiều môn lắm ạ. Ví dụ? Môn sinh ạ. Môn sinh. Và em sẽ chọn lĩnh vực nào cho mình? Em sẽ chọn lĩnh vực tiếng Việt ạ. 30 giây bắt đầu. Người ta dùng dấu gì để ngăn cách các vế trong câu ghép đẳng lập? Bỏ qua. Dấu chấm phẩy. Người ta dùng dấu gì để tách phần chú thích với các bộ phận? Dấu ngoặc đơn. Tìm trạng ngữ trong câu hôm qua tôi vừa được điểm 10. Chính xác. Trong từ Hán Việt Cửu Long Giang, Giang có nghĩa là gì? Xong. Đúng. Tìm trạng ngữ trong câu trong lớp học, học sinh trong lớp học im lặng. Đúng. Tìm tính từ trong câu một người cao lớn xuất hiện ngay cao trước mặt tôi. Lớn. Đúng. Tìm tính từ trong câu một học sinh ngoan không bao giờ. Đúng. Và kết thúc lượt lựa chọn đầu tiên của mình, Hoàng Mai Hương đã ghi được 5 điểm. Em có thể giới thiệu một chút xíu về sở thích của mình được không? Dạ thưa chị, sở thích của em là thích ca hát và đi du lịch khắp nơi ạ. Và em sẽ chọn lĩnh vực nào đây? Dạ thưa chị, em sẽ chọn lĩnh vực âm nhạc. 30 giây bắt đầu. Cuộc thi giọng hát hay lứa tuổi thiếu nhi hàng năm của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang tên gì? Tiếng hát măng non truyền hình. Trong bài hát hôm nay mẹ trực đêm, người mẹ làm ở ngành gì? Bỏ qua. Y. Trong bài hát ngày đầu tiên đi học cô giáo được ví mẹ ai? Đúng. Bài hát nào của nhạc sĩ Nguyễn Nam mở đầu bằng câu đỏ thắm khăn quàng trên màu cờ? Bỏ qua. Bài ca tiếng hát ước mơ. Dàn nhạc lớn nhiều nhạc cụ chuyên biểu diễn những nhạc phẩm không lời gọi là bỏ dàn qua. Nhạc gì? Giao hưởng. Nhóm nhạc tứ tấu bao gồm mấy nhạc công? Bỏ qua. 4. Những bản nhạc có nhịp điệu mạnh mẽ hưng phấn và lời ca thúc giục được gọi là gì? Ở câu hỏi cuối cùng, Nguyễn Thanh Hằng chưa có câu trả lời. Và kết thúc lượt lựa chọn đầu tiên, Thanh Hằng ghi được 2 điểm. Và bây giờ là lượt lựa chọn đầu tiên của thí sinh Lục Lệ Khôn. Nãy giờ nhìn phần thi của các bạn thì em có hồi hộp không? Cũng có. Em sẽ chọn lĩnh vực nào đây? Em chọn lĩnh vực địa lý. 30 giây dành cho Lệ Khôn bắt đầu. Cái gì theo nước sông tràn về ruộng đồng làm cho đất đai màu mỡ? Phù sa. Đúng. Thành phố nào của Việt Nam mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ? Bỏ qua. Hải Phòng. Vùng núi nào của nước ta được mệnh danh là xứ sở của mây mù? Hoàng Liên Sơn. Nhạc cụ nào còn được gọi là tây ban cầm? Bỏ qua. Đàn guitar. Các phố cổ Hà Nội nằm gần hồ nào? Hà Tây. Hồ Hoàn Kiếm. Hoang mạc nào lớn nhất châu Phi? Bỏ qua. Sahara. Quốc lộ dài nhất của Việt Nam là quốc lộ nào? Quốc lộ 1A. Nước Australia nằm ở Bắc hay Nam Bán Cầu? Nam Bán Cầu. Đúng. Và lượt lựa chọn này đã giúp Lệ Khôn ghi được 2 điểm cho mình. Thí sinh tiếp theo chúng ta cùng gặp gỡ là Đặng Trần Tú Anh. Chào em có vẻ hơi hồi hộp đúng không? Dạ. Em sẽ tự tin lựa chọn lĩnh vực nào cho mình? Dạ em sẽ chọn lĩnh vực toán học. 30 giây dành cho Tú Anh bắt đầu. Một tiết học kéo dài 3/4 giờ, hỏi tiết học đó kéo dài mấy phút? 45 phút. Đúng. Số trung bình cộng của hai số là 10, biết một số là 1, hỏi số còn lại. 19. Trong 4 phép tính cộng trừ nhân chia, phép tính nào được thực hiện từ trái sang phải khi đặt phép tính? Bỏ qua. Phép chia. Một số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho mấy? Cho 3. Đúng. Người ta thường dùng đơn vị nào để đo diện tích của một quốc gia? Km. Km vuông. Hình chữ nhật là một hình bình hành có điều gì đặc biệt? Bỏ qua. Có một góc vuông. Và Tú Anh đã ghi được 3 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn của thí sinh Nguyễn Hoàng Ngọc Trân. Trân sẽ cần ít nhất là 2 điểm để có thể vượt qua những người bạn đã ghi điểm trước mình. Em sẽ chọn lĩnh vực nào đây? Em xin chọn danh nhân. 30 giây bắt đầu. Quả táo rơi là gắn liền với việc tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn của nhà khoa học nào? Isaac Newton. Chính xác. Ai được coi là người có công phát hiện ra châu Mỹ? Columbo. Đúng. Long Văn Dền là tên thật của người anh hùng nhỏ tuổi nào? Kim Đào. Đúng. Nhà văn nào được mệnh danh là người con lẫy lừng của Đan Mạch? Bỏ qua. Andersen. Nữ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm hy sinh ở chiến trường Quảng Nam hay Quảng Ngãi? Quảng Nam. Quảng Ngãi.
Apollon đệ nhất là hoàng đế nước nào vào đầu thế kỷ 19? Pháp. Đúng. Những năm cuối đời nhà bác học Einstein sống ở Đức hay Mỹ? Mỹ. Đúng. Chúng ta được biết đến một nhà thơ hay nhà giáo đáng kính? Giáo. Thầy giáo đáng kính, chính xác. Thật tuyệt vời, ở ngay lượt lựa chọn đầu tiên, thí sinh Nguyễn Hoàng Ngọc Trân đã ghi được cho mình 6 điểm. Và lúc này đây, thí sinh Nguyễn Thị Trà My cũng đang rất nóng lòng chờ đợi đến lượt lựa chọn của mình. Chào em. Lúc này em cảm thấy như thế nào? Dạ, em rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp. Và em sẽ lựa chọn lĩnh vực nào cho mình? Dạ, em sẽ chọn lĩnh vực thế giới tự nhiên. 30 giây, bắt đầu. Rùa biển là một loài bò sát đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Trái đất tự quay từ hướng nào sang hướng nào? Đông sang Tây. Tây sang Đông. Mèo có bộ lông ba màu được gọi là mèo gì? Mèo tam thể. Đúng. Loài chim nào có trứng to nhất? Đà điểu. Đúng. Gà mẹ ấp trứng trong khoảng bao nhiêu ngày thì trứng nở? 25. 21. Loại tơ của con vật nào đã được khoa học chứng minh là bền và đàn hồi hơn lưới thép? Bỏ qua. Nhện. Mèo có thể mắc bệnh dại hay không? Có. Đúng. Vàng có phải là kim loại đắt nhất hay không? Đúng. Không. Chất có độ cứng lớn nhất là kim loại, đúng hay sai? Đúng. Sai. Thí sinh Nguyễn Thị Trà My đã ghi được 4 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi màn hình để được biết điểm số của các thí sinh sau lượt lựa chọn đầu tiên của vòng thi thứ hai. Đang ở vị trí dẫn đầu là thí sinh Nguyễn Hoàng Ngọc Trân. Vị trí thứ hai là thí sinh Hoàng Mai Hương, 5 điểm. Ghi được 4 điểm là thí sinh Nguyễn Thị Trà My. Chúng ta sẽ trở lại với lượt lựa chọn của thí sinh Hoàng Mai Hương. Em sẽ lựa chọn lĩnh vực nghệ thuật ạ. Nhật Bản có thế mạnh sản xuất thể loại phim nào? Bỏ qua. Phim hoạt hình. Nghệ sĩ nào dẫn chương trình Những Người Bạn Nhỏ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh? Đúng. Hò là hình thức dân ca sử dụng trong lao động ngư nghiệp hay công nghiệp? Ngư nghiệp. Đúng. Tranh dân gian Đông Hồ được vẽ trên giấy hay vách đá? Giấy. Đúng. Nhã nhạc cung đình Huế có được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới hay không? Có. Đúng. Nhạc cụ yêu thích của nhân vật truyện tranh Lucky Luke là gì? Bỏ qua. Kèn armonica. Cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha. Đúng. Trên mặt trống đồng Đông Sơn các hình người đang thổi kèn hay tiêu? Kèn. Đúng. Lượt lựa chọn thứ hai, Hoàng Mai Hương đã ghi được 6 điểm và nâng tổng số của Mai Hương lúc này là 11 điểm. Chúng ta sẽ tiếp tục với lượt lựa chọn của thí sinh Nguyễn Thanh Hằng. Em xin lựa chọn chủ đề thể thao. Giây bắt đầu. Việt Nam đã đăng cai tổ chức SEA Games lần thứ mấy? Lần thứ hai. 22. Giải bóng đá ngoại hạng Ý có tên thường gọi là gì? Bỏ qua. Syria. Nguyễn Tiến Minh là vận động viên thể thao Việt Nam xuất sắc ở bộ môn nào? Bỏ qua. Cầu lông. Trong số các quả bóng của các môn thể thao, quả bóng nào to nhất? Bóng đá. Bóng rổ. Vận động viên môn thể thao nào khi thi đấu phải ngậm thiết bị bảo vệ lưỡi? Bỏ qua. Quyền Anh. Trong môn bóng đá, các cầu thủ trừ thủ môn không được dùng bộ phận nào trên cơ thể để thi đấu? Tay. Đúng. Ở lượt lựa chọn thứ hai, thí sinh Nguyễn Thanh Hằng đã ghi được 1 điểm và như vậy điểm số của Hằng lúc này là 3 điểm. Lượt lựa chọn tiếp theo thuộc về thí sinh Lục Lệ Khôn. Em xin chọn lĩnh vực lịch sử. Hội nghị Diên Hồng diễn ra trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai đúng hay sai? Đúng. Đúng. Tên hiệu nước ta dưới thời nhà Trần là Đại Việt hay Vạn Xuân? Vạn Xuân. Đại Việt. Con sông nào là giới tuyến phân chia nước ta dưới thời Trịnh Phân Tranh? Sông Danh. Các vua hùng ở nước ta truyền được mấy thời vua? Đúng. Chiến công đốt cháy tàu Pháp trên sông Nhật Tảo là của Trương Định hay Nguyễn Trung Trực? Trương Định. Nguyễn Trung Trực. Hàng năm vào mùng mấy Tết âm lịch, nhân dân ta tổ chức kỷ niệm chiến thắng Đống Đa của vua Quang Trung mùng 5. Binh khí của tướng Yết Kiêu thời nhà Trần là gì? Búa. Dùi sắt. Lệ Khôn đã ghi được 2 điểm ở lượt lựa chọn này. Tiếp theo là lượt lựa chọn của thí sinh Đặng Trần Tú Hoa. Em chọn lĩnh vực kiến thức xã hội. Nhắc đến Bến Tre, người ta thường nghĩ loại cây ăn trái đặc sản dừa. Nào? Đúng. Loại áo bằng lá nào nông dân miền Bắc nước ta thời xưa sử dụng? Áo tơi. Người miền Nam gọi nem rán là gì? Bỏ qua. Đã được công nhận thương hiệu vùng địa lý? Nước mắm. Đúng. Tại Việt Nam, người tham gia giao thông phải đi trên phần đường phía nào? Bỏ qua. Tay phải. Công nhân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi trở lên được quyền tham gia bầu cử? 18. Đúng. Đội mũ bảo hiểm không cài dây khi đi xe máy có vi phạm luật hay không? Có. Đúng. Thường các loại xe cứu hỏa được sơn màu gì? Đỏ. Đúng. Tú Anh đã ghi thêm được 4 điểm ở lượt lựa chọn của mình. Và giờ đây là lượt lựa chọn của thí sinh cũng đang tạm thời ở vị trí thứ 3, thí sinh Nguyễn Hoàng Ngọc Trân.
Em xin chọn thưởng thức cuộc sống. Nước ở thể nào thì có hình dạng nhất định? Rắn. Đúng. Thành phần chính trong không khí là chất khí gì? Nitơ. Đúng. Loại hoa nào đặc trưng cho thủ đô Hà Nội? Bố à. Hoa sữa. Người ta có trao giải Nobel cho một tổ chức hay không? Không. Có. Yogi là tên gọi của những người luyện tập bộ môn gì? Yoga. Đúng. Kháng sinh có thể dùng để điều trị cảm cúm hay không? Không. Chính xác. Ta thường hay bị cay mắt khi bốc một vào loại củ nào? Hành. Đúng. Bao bì làm bằng chất liệu nào ít gây ô nhiễm môi trường nhất? Bố à. Giấy. Và lúc này đây, thí sinh Nguyễn Hoàng Ngọc Trân đã ghi được 5 điểm. Và Trân cũng đang vươn lên vị trí đầu tiên cùng với thí sinh Hoàng Mai Hương. Còn lại lượt lựa chọn cuối cùng của thí sinh Nguyễn Thị Trà My. Trong chuyện Công Chúa và Hạt Đậu, bà Hoàng Hậu đã đặt bao nhiêu tấm đệm lên hạt đậu? 11. 20. Trong chuyện Cổ Grimm, hai vợ chồng người đánh cá, điều ước cuối cùng của bà vợ tham lam là được làm gì? Làm... thạ... Long Vương. Chúa Trời. Trong chuyện Ngụ Ngôn, thầy bói mù xem voi, chân voi được thầy bói đoán là vật gì? Trụ. Cột đình. Trong chuyện Ngụ Ngôn, thỏ và rùa, thỏ hay rùa thắng cuộc? Rùa. Đúng. Chuyện Dân gian Mầm Đá nói về nhân vật nào thời vua Lê Chúa Trịnh? Trạng Quỳnh. Rất tiếc là Trà My đã chưa ghi đủ điểm số để vươn lên vị trí thứ 3. Và tiếng chuông vừa rồi cũng đã báo hiệu vòng 2 của chúng ta đã kết thúc. Mời quý vị cùng nhìn lên màn hình để được biết điểm số của các thí sinh sau vòng 2. Vị trí dẫn đầu thuộc về thí sinh Hoàng Mai Hương và Nguyễn Hoàng Ngọc Trân đồng ghi được 11 điểm. Ở vị trí thứ 3 là thí sinh Đặng Trần Tú Anh ghi được 8 điểm. Chúng ta sẽ chia tay với 3 thí sinh Nguyễn Thị Trà My, Lục Lệ Khôn và Nguyễn Thanh Hằng. Các em sẽ ra về với kỷ niệm chương của chương trình cùng với phần học bổng trị giá 500.000 đồng. Và 3 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục vòng 3 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 3 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Để lựa chọn vị trí đứng cùng với thứ tự ưu tiên ở vòng 3, các thí sinh sẽ cùng đến với trò chơi giải mã. Và dãy số của các thí sinh ở phần giải mã này như sau: 8, 4, 7, 3, 3. Và gợi ý là số đếm. Đã có một thí sinh hoàn thành. Thời gian giải mã đã xong và kết quả của phần giải mã. Từ kết quả ở phần giải mã, thứ tự thi của các thí sinh ở vòng 3 như sau. Vị trí số 1 là thí sinh Đặng Trần Tú Anh. Vị trí số 2, thí sinh Nguyễn Hoàng Ngọc Trân. Vị trí số 3, thí sinh Hoàng Mai Hương. Ở vòng 3, trên màn hình sẽ hiển thị 36 ô ứng với 36 câu hỏi. Trong đó có 6 câu ở mức độ khó, ký hiệu là chữ K. 6 câu ở mức độ vừa, ký hiệu là chữ V. Còn lại là 24 câu dễ. Mỗi thí sinh lần lượt chọn và trả lời 5 câu với thời gian tối đa là 10 giây một câu. Kết quả tính ở lần trả lời đầu tiên. Trả lời đúng một câu hỏi khó, các em ghi được 3 điểm. Một câu hỏi vừa ghi được 2 điểm. Một câu hỏi dễ ghi được 1 điểm. Và nếu như thí sinh chọn và trả lời đúng liên tiếp 5 câu ở cùng một hàng, hàng dọc, hàng ngang hoặc hàng chéo, thì ngoài số điểm ghi được ở từng câu, các thí sinh còn được cộng thêm 5 điểm. Lựa chọn đầu tiên ở vòng 3 sẽ là thí sinh Tú Anh. Tú Anh này, chị được biết là em tham gia rất tích cực các phong trào ở trường đúng không? Dạ. Và em thích nhất là phong trào nào? Em thích nhất là phong trào nghi thức đội. Và bây giờ thì em sẽ là người lựa chọn đầu tiên ở vòng 3. Em sẽ chọn câu hỏi nào? Em sẽ chọn câu hỏi số 7. Khi cùng ngồi ăn với người lớn, trẻ em không được. Tiếp tục là lượt lựa chọn của thí sinh Mai Hương. Em xin chọn câu hỏi số 35 ạ. Muối ăn hiện nay ở nước ta chủ yếu được khai thác từ đâu? Biển. Một câu trả lời chính xác. Lượt lựa chọn thứ tư, điểm số của các thí sinh cũng đã có sự thay đổi. Mai Hương vẫn đang tạm dẫn đầu với 3 điểm. Tú Anh và Ngọc Trân đang đồng 2 điểm. Và các bạn sẽ còn một lượt lựa chọn nữa để có thể quyết định được người giành chiến thắng ở vòng thi này.
Lượt lựa chọn cuối cùng của thí sinh Tú Anh. Em chọn câu số 20. Sừng tê giác đặc hay rỗng ruột? Đặc. 2 điểm dành cho thí sinh Tú Anh. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với sự lựa chọn của thí sinh Ngọc Trân. Chọn câu 34. Câu hỏi dành đến Ngọc Trân như sau: bác sĩ nào là bộ trưởng y tế đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa? Rất tiếc Ngọc Trân chưa có câu trả lời. Bộ trưởng y tế đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Rất tiếc cho Ngọc Trân, em đã không có câu trả lời chính xác. Chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn cuối cùng của thí sinh Mai Hương. Em sẽ lựa chọn câu hỏi 13. Ai đã nói câu con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng? Đã hết thời gian. Người đã nói lên câu nói bất hủ ấy là anh hùng Lý Tự Trọng. Vòng 3 của chúng ta đã kết thúc. Và lúc này đây, quý vị khán giả hãy cùng nhìn lên màn hình để được biết điểm số của các thí sinh sau khi kết thúc 15 câu hỏi của vòng 3. Dẫn đầu là thí sinh Đặng Trần Tú Anh 4 điểm. Vị trí thứ 2 là thí sinh Hoàng Mai Hương 3 điểm. Và vị trí thứ 3 là thí sinh Nguyễn Hoàng Ngọc Trân. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những thí sinh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng Tú Anh, em đã thể hiện rất tốt và giải thưởng dành đến em là một học bổng trị giá 2 triệu đồng. Ngọc Trân, em sẽ ra về với một phần học bổng trị giá 1 triệu đồng. Và Mai Hương, chúc mừng em với một học bổng trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Ngoài ra, các thí sinh còn được nhận kỷ niệm chương của ban tổ chức chương trình Tìm Người Thông Minh. Chúng ta sẽ gặp lại Tú Anh và Mai Hương ở cuộc thi bán kết của chương trình. Chương trình Tìm Người Thông Minh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Mesa thực hiện, phát sóng vào lúc 18:15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.